Trên tay mình đây là một siêu phẩm vừa mới ra mắt với cái tên Zoyusa của nhà Profumum Rome. Đây là một nhà nước hoa Nice đến từ Ý và được thành lập vào năm 1996. Cũng là một trong những nhà hương quản lý thương hiệu rất là chặt chẽ. Chính vì điều đó, bên mình chỉ order được vài chai để phục vụ những người yêu hương đặc biệt. Thì đây là một chai nước hoa bạn nên sở hữu. Và thứ hai, theo thông tin mình được biết, Zoyusa là một trong những sản phẩm bán chạy nhất toàn cầu. Đặc biệt, mùi hương này có giá trị chữa lành rất cao. Mở đầu là cam bergamot, làm nổi bật nhất là hương cam quýt. Ngay có nốt hương đầu làm cho mình cảm thấy ấn tượng liền. Sau đó là sự kết hợp bởi dừa, hòa quyện hoàn hảo với vị ngọt quyến rũ của hoa nhài và vị kem ấm áp của vani, hiện ra hình ảnh một quý cô đang đi đến dự một buổi tiệc sang trọng. Và ở lớp hương cuối, hổ phách và xạ hương mang lại một cảm giác rất dễ chịu và ấm cúng. Chắc chắn một điều, đây là một chai nước hoa có độ ấm tỏa cực kỳ tốt vì nó là phiên bản Exchange. Và mình nghĩ đây là một chai nước hoa sẽ không bao giờ dành cho số đông. Nếu bạn thích một mùi hương theo kiểu độc đáo, sang trọng nhưng có một cái chất riêng, thì mình nghĩ Zoyusa là một sự lựa chọn thú vị dành cho tất cả mọi người.